Thưa quý vị và các bạn, vượt lên ý chí và sự quyết tâm làm giàu cho chính bản thân và xã hội. Hiện nay cùng với cả nước, tại tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả của những doanh nghiệp trẻ. Mỗi mô hình là một cách làm hay, thể hiện sự sáng tạo, năng động của từng cá nhân, doanh nghiệp. Tuy mỗi mô hình là một cách làm khác nhau, nhưng điểm chung ở họ là khát vọng vươn lên và vươn xa trên thương trường để khẳng định chính mình. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Một nhà máy sản xuất chế biến cà phê sạch được đầu tư bài bản theo một quy trình khép kín là tài sản mà chàng trai trẻ Hồ Phạm Minh Duy đạt được sau nhiều năm khởi nghiệp tại Đà Lạt. Xuất phát từ một dự án trồng cà phê bền vững được thực hiện tại Lâm Đồng do nước ngoài tài trợ đã mở hướng cho Hồ Phạm Minh Duy lựa chọn mô hình cà phê để bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Từ sự tích lũy kinh nghiệm của những người đi trước, cộng với những cơ hội khi tham gia những chuyến đi thực tế, một số nước trên thế giới đã giúp Minh Duy thành công với mô hình cà phê bền vững. Đến nay, sau gần 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, thương hiệu cà phê The Merit Beans được chắt lọc từ những hạt cà phê Arabica trên đất Lâm Đồng do Minh Duy sản xuất đã vươn ra thị trường của nhiều nước như Nhật Bản, Australia, Đức, Đài Loan. Bất kỳ một cái mô hình khởi nghiệp và một cái sản phẩm mà được từ cái lúc mà được gieo mầm cũng đến thành phẩm đến tay người tiêu dùng thì cũng trải ra rất là nhiều cái khâu công đoạn, và công đoạn nào cũng thật sự hết sức khó khăn. Và cái vấn đề là cái đam mê kết hợp với kỹ thuật cộng với cái lòng tin, và dần dần thì chúng ta tập trung tích lũy về cái kinh nghiệm, cũng như là chúng ta lường trước được những cái khó khăn khi mà gặp bởi thời tiết mùa màng, thì và cái sự ủng hộ của bà con nông dân thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn bước đầu. Khác với mô hình khởi nghiệp từ cà phê của bạn trẻ Hồ Phạm Minh Duy, sau khi tốt nghiệp đại học và trải qua những thăng trầm từ nhiều nghề để kiếm sống, chàng trai trẻ Phan Tuấn Linh quyết định quay trở về Đà Lạt để lập nghiệp từ nghề làm nông nghiệp. Bằng sự kiên trì và ý chí, đến nay Phan Tuấn Linh đang sở hữu trên 7.000 m2 trồng dâu tây thương phẩm và đưa vào tham quan để phục vụ khách du lịch. Cùng với đó là một hệ thống trang trại trồng rau thủy canh được đầu tư bài bản hiện đại, đem lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Bản thân mình mà nói về làm nông nghiệp là một tay ngang. Xưa giờ chưa hề làm nông nghiệp thì mình phải học hỏi rất là nhiều, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao sẽ khó hơn là nông nghiệp thuần nông từ xưa giờ rất là nhiều. Tới bây giờ thì có thể nói là cũng mới bắt đầu thành công thôi, nhưng mà bản thân tôi thì cảm thấy là vui. Thứ nhất là vui chính cho bản thân mình, và thứ hai là vui cho tất cả mọi người, khách du lịch và cái khách địa phương khi mà lên Đà Lạt tham quan, họ trải nghiệm những cái mô hình du lịch mới, họ cảm thấy hài lòng. Tại tỉnh Lâm Đồng, tuy chương trình khởi nghiệp chỉ mới bắt đầu từ đầu năm 2017, nhưng đã có trên 382 ý tưởng của các bạn trẻ tham gia chương trình khởi nghiệp, trong đó có 86 ý tưởng khởi nghiệp đã được các tổ chức ban ngành hỗ trợ thực hiện xây dựng mô hình. Trong số này đã có 43 ý tưởng đi vào triển khai và thành công. Đặc biệt, để hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định 740 về đề án hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp với nguồn kinh phí ban đầu 5 tỷ đồng, để tạo điều kiện hình thành môi trường khởi nghiệp thuận lợi cho các doanh nghiệp trẻ có ý tưởng và khát vọng khởi nghiệp. Nếu khi chúng ta hình thành được cơ chế, khung pháp lý và nguồn lực hỗ trợ, thì sẽ làm giảm bớt khó khăn cho các bạn trên cái hành trình khởi nghiệp. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngay từ ban đầu, chuyển cái ý tưởng khởi nghiệp thành phương án và tiếp tục những cái công đoạn tiếp theo. Sẽ hỗ trợ kể cả bằng chuyên gia, kể cả bằng các cái hình thức hỗ trợ của các cái cơ quan có chức năng, và hỗ trợ kể cả bằng cái nguồn lực của ngân sách và nguồn đóng góp của các doanh nghiệp khác, để cho các bạn giải quyết bớt những cái khó khăn ban đầu khi mà tham gia khởi nghiệp. Và đồng thời đó cũng là một cái bước tạo điều kiện ban đầu để các bạn có thể gia nhập vào cái hành trình khởi nghiệp nó thuận lợi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng từ sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, Lâm Đồng đã xuất hiện ngày càng nhiều những cái mô hình khởi nghiệp đem lại thành công. Từ những mô hình này sẽ là tiền đề quan trọng để Lâm Đồng phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 10.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Đây cũng là cơ sở để Lâm Đồng thực hiện tốt công tác tạo công ăn việc làm, đóng góp nguồn ngân sách cũng như là thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.